Hello, xin hân hoan chào mừng tất cả các bạn đến tham gia khóa huấn luyện của Học viện Bất động sản KAZ. Alex Quang là một business coach, một life coach và đồng thời là một trainer của học viện với gần 10 năm trong thực chiến lĩnh vực xây dựng và chuẩn hóa các cái sản bất động sản trên toàn quốc. Và ở đây, Alex Quang sẽ cùng đồng hành với tất cả các bạn để cùng nhau cho một cái sứ mệnh lớn của học viện, đó là làm sao để chúng ta nâng tầm các cái nhà môi giới bất động sản lên ở cái tầm quốc tế. Và chúng ta sẽ thực hiện một cái triết lý kinh doanh bất động sản trên tình yêu thương, sự tử tế và sự chính trực. Và chúc các bạn nhận được thật nhiều những cái giá trị tốt đẹp của Học viện KAZ. Và chúc cho các bạn sẽ trở thành một nhà môi giới triệu đô trong một vài năm tới. Alex Quang xin chào mừng tất cả các bạn. Chào các bạn, rất vui là được đồng hành cùng với các bạn trong cái chuỗi huấn luyện bất động sản. Tôi là Lê Đình Dũng, tôi đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Tôi đã từng tham gia cố vấn và hỗ trợ để cho các bạn thành lập khoảng hơn 30 sàn bất động sản trên toàn quốc. Và từ đó tôi đã rút kinh nghiệm và tạo ra một số cái công cụ để hỗ trợ cho ngành bất động sản như phần mềm Resort và cái phần mềm thẩm định giá chuyên nghiệp REV. Với gần 20 năm kinh nghiệm đó thì hiện tại tôi đang là chủ tịch của câu lạc bộ tư vấn nợ ngân hàng. Đây là nơi chuyên tư vấn và xử lý đấu giá bán phát mãi những cái tài sản nợ xấu của ngân hàng, đặc biệt là bất động sản. Đến với chuỗi chương trình huấn luyện này là tôi mong rằng sẽ mang đến cho các bạn một số kiến thức thực chiến trong nghề bất động sản. Mong rằng các bạn sẽ trở thành những nhà môi giới chuyên nghiệp và các bạn cũng có thể trở thành những nhà đầu tư mà tạo ra dòng tiền hiệu quả nhất. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn sẽ thành công trong cái chuỗi huấn luyện. Xin chào các bạn. Tôi là Nguyễn Minh Ngọc, thì là giảng viên của bộ môn kinh doanh bất động sản tại trường Đại học Tài chính Marketing. Tôi đã có hơn 20 năm đầu tư và kinh doanh bất động sản, và song song với đó là tôi cũng thực hiện các cái hoạt động về đào tạo cũng như là nghiên cứu. Tôi hy vọng rằng là trong thời gian ngắn sắp tới, tôi sẽ có thể mang những điều rất là thú vị trong thị trường bất động sản đến với các bạn trong chương trình đào tạo của học viện. Rất hy vọng là sẽ được gặp các bạn trong một thời gian gần đây. Bye bye.